Đây, đằng sau lưng của mình đó chính là chiếc gương. Đó, các bạn thấy không? Thấy không? Thấy không? Thấy không? Mình sẽ thấy được cái dấu vết của họ các bạn nha. Các bạn thấy rồi đúng không? Các bạn thấy rồi đúng không? Rồi rồi. Mình sẽ thấy được cái dấu vết của họ. Có lạnh. Đó, nó có lạnh đúng không? Có lạnh đúng không? Có lạnh quá. Rồi ok. Đó, các bạn theo. Đây nha các bạn ơi, đây chính là cái lúc mà nó đã kích hoạt được cái bước một qua cái chữ song song nha. Cái bước lên thế các bạn ơi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Bảo Ren, đẹp trai, thanh lịch, vô địch khắp vũ trụ. Hôm nay thì mình nghĩ rằng là các bạn thấy cái bầu không khí nó hơi tối một xíu. Đó chính là bởi vì mình cần phải giữ cái bầu không khí này cho đến kết thúc nghi thức luôn nha. Và các bạn đã thấy không? Đây, đằng sau lưng của mình đó chính là chiếc gương. Và hồi trước á, mình có nói với một số bạn ở trên livestream của Top Top á, mình có kêu về cái vấn đề đó chính là kích hoạt được cái cổng thế giới song song. Đó chính là chúng ta sẽ dùng một cái câu thần chú. Thì câu thần chú này mình nghĩ là chắc một số bạn cũng biết rồi. Đó chính là gì ta? Sakabe Roba Nyakaloko Sachit Nya Nhịn Thán Kỳ Kỳ Laman Ổ Lồ. Thì đây chính là một cái câu nghi thức để mà chúng ta có thể mở ra được cánh cổng song song qua cái gương này nha các bạn nha. Qua cái gương này. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ gọi con Skibidi Toilet. Thì video ngày hôm qua là các bạn xem là mình làm cái con Skibidi Toilet đó là chúng ta chỉ bắt bóng thôi. Nhưng hôm nay mình muốn cho các bạn thấy nó chạy ở bên cái thế giới song song nha. Nó chạy bên cái thế giới song song thì mình chỉ xem qua được gương nha các bạn nha. Rồi ok. Bây giờ Dũng Hy sẽ là người lấy nến tới đây Dũng. Rồi các bạn, có một cái điều khi mà chúng ta mở ra cánh cổng song song á, là nó sẽ thường xảy ra tổng cộng là rất là nhiều hiện tượng khác nhau. Và đôi khi nó sẽ thường thường nha, là nó sẽ mở ra cánh cửa đỏ trước các bạn ơi. Thì các bạn sẽ thấy cái gương này nó sẽ chuyển thành một cái gọi là cái cánh cửa đỏ nha. Rồi ok, Dũng chỉ cần đốt nến ở hai bên thôi. Rồi đốt bến ở hai bên đây. Đó. Rồi đây là một cái nghi thức nguy hiểm cho nên là mình nghiêm cấm các bạn là bắt chước nha. Với lại tất cả các bạn đăng ký video của Bảo Ren á thì là mình sẽ đăng vào 7 giờ tối mỗi ngày, cho nên là các bạn nhớ bấm cái chuông theo dõi nha. Cái gương tối quá, mình sợ các bạn không thấy quá. Cái gương rất là tối luôn, mình sợ các bạn không thấy. Rồi phải đèn của Dũng nữa mới thấy được cái gương. Ok, bây giờ Dũng sẽ đọc đi, Dũng sẽ đọc trước đi. Rồi Dũng đọc trước đi. Đọc nhầm. Rồi, đọc to lên chứ. Cái này phải đọc 3 lần nha các bạn ơi.
À, đâu đâu đâu, đọc một lần thôi được rồi. Mình quên cái này, đọc một lần thôi. Và à, anh quên nữa là em phải thấy cái gương nó lạnh nha. Lạnh nữa hả? Đúng rồi, mới được bỏ ra nha. Em thì rất là hay làm fail, em không biết em có làm được không này. Ok, để mình tập trung nhé mọi người. Sakabe, Roba, Nekanoko, Sachiya, Nithen, Kiki, Nama, Holo. Đợi xíu. Đợi cho cái tay lạnh lên nha. Chưa gì hết. Kêu chưa? Chưa luôn. Ôi, gì kêu hết? Con gì á? Nghe như cái tiếng ếch rồi. Các bạn vừa nghe không? Các bạn ơi, mình không có đụng vô cái gì, cái bàn ấy gì đâu. Tự nhiên nghe nó ù cái. Thôi không được, em bảo rồi. Hả? Em không thấy loại. Vậy để em đọc lại câu lần chú nha. Đọc lại đi. Dũng Huy hay đọc fail các bạn ơi. Sakabe, Roba, Nakanoko, Sachiya, Nithen, Kiki, Nama, Holo. Rồi, bây giờ là chúng ta sẽ đợi một chút xíu xem coi là nó có bị gì không nha các bạn ơi. Phải lạnh nha. Đúng rồi, có lạnh. Đó, nó có lạnh đúng không? Ôi lạnh quá. Rồi, ok. Rồi, bây giờ sẽ tới lượt mình các bạn ơi. Rồi, bây giờ sẽ tới lượt anh Bảo nè. Từ từ nhé, tại vì để cho cái gương nó hết lạnh rồi anh Bảo mới đọc nha anh Bảo. Ok, Dũng sao đèn nha, đây nha. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình sẽ là cái người thứ hai. Mình sẽ nói cho các bạn là khi mà kích hoạt cái thế giới song song á, là chúng ta sẽ thấy được cái gương, sẽ thấy được cái gương đỏ nha các bạn nha. Ok, mình sẽ chơi nha. Rồi, nó cũng đỡ lạnh các bạn ơi. Ok, mình sẽ đọc với các bạn đây. Sakabe Proba Nyakaloko Sachit nha. Nhìn thán kỳ kỳ lan man ổ lồ. Thấy chưa đẹp chưa? Rồi nha các bạn nha. Rồi. Bây giờ nó lạnh nè các bạn nha. Các bạn để ý, các bạn để ý cái gương cho mình nha. Tập trung nhìn cái gương. Các bạn theo. Đây nha các bạn ơi, đây chính là cái lúc mà nó đã kích hoạt được cái bước 1 qua cái thế giới song song nha. Các bạn thấy cái gương nó đỏ không? Từ từ nó sẽ hết. Rồi, có một cái điều đặc biệt này nữa nè. Tại vì hồi trước á, mình quay livestream ở trên TikTok á, đó chính là mình kêu Dũng đó là Dũng để im cái tay đến khi nào mà cảm giác được có một cái gì đó nó đè vô mình á, là coi như là chúng ta sẽ thấy được cái dấu tay của người bên kia. Rồi, bây giờ Dũng làm thử đi Dũng. Em làm thử luôn. Rồi, các bạn ơi, mình vẫn đọc lại nghi thức cũ, nhưng mà chỉ có một điều đó chính là đâu, Dũng đặt tay vô đây nè. Rồi, đến khi nào mà có ai đó nắm tay em á là em rút ra nha. Rồi, nhớ không? Em nhớ. Rồi, ok, bây giờ để Dũng đọc lại nha. Sakabe Roba Sachiya. Sai rồi. Ủa kỳ thế. Đừng có đọc sai nha, đọc sai là nó bị ấy đó. Đừng có đọc sai, đã kích hoạt rồi đó. Nekaloko Sakabe Roba Nekaloko Sachiya nha. Nhìn thấy kỳ kỳ năm năm rồi. Bay qua cái cam các bạn nhỉ? Không biết nữa. Ôi sao? Đúng rồi Bảo. Em thấy lạnh. Từ từ nha. Bây giờ em cảm giác như là nó nắm vào cái tay em hằng bỏ ra nha. Từ từ. Chưa đâu. Chưa có gì hết. Như vậy buốt vậy. Em buốt vậy. Nắm vô. Chưa lắm. Ê! Đúng rồi. Các bạn. Giờ đi. Cái tay của Dũng đó, các bạn thấy không? Mình sẽ thấy được cái dấu vết của họ nha các bạn nha. Các bạn thấy rồi đúng không? Rồi, mình sẽ thấy được cái dấu vết của họ khi mà họ để lại nha. Vậy thì á, để mà chúng ta có thể bắt được cái con Skibidi Toilet thì sao nha các bạn nha.
thì mình sẽ đọc tên của nó đằng sau cái câu thần chú này nha các bạn nha. Đằng sau cái câu thần chú này, và mình đọc tên của nó là 3 lần. Và các bạn hãy cùng xem với mình nha các bạn nha. Rồi, Dũng ơi, chạy qua đây, chạy qua đây. Chạy đây. Rồi, chuẩn bị anh với em sẽ cùng xem nó nha các bạn. Rồi, tạm thời mình sẽ để cái đèn ở đây nha các bạn nha. Tạm thời mình sẽ để cái đèn ở đây. Rồi, chúng ta hãy cùng xem nha. Rồi, ok, các bạn ơi, chúng ta hãy cùng xem cái con Skibidi Toilet nó sẽ đi đâu nha các bạn nha. Rồi, ok, để mình đọc. Không, anh được rồi. Mình chưa bao giờ mình thấy nó đi trong gương hết, cho nên là mình cũng hơi lo một xíu các bạn ơi. Ok. Sakabe, Roba, Yakaloko, Sachitnya, Nhintan Kiki, Laman Olo, Skibidi Toilet, Skibidi Toilet, Skibidi Toilet. Rồi chúng ta hãy để ý nha các bạn nha. Ê, sao tự nhiên mình nghe cái tiếng gì vậy các bạn? Mình nghe cái tiếng gì các bạn ơi? Mình thấy như cái gương vừa rung đúng không? Không phải bèo. Gì vậy? Cái gì đó, tự nhiên cái gì nó chọc mũi mình ra các bạn ơi. Sao tự nhiên có tiếng nhạc các bạn ơi, các bạn để ý giùm mình có phải tiếng nhạc không ạ? Chưa thấy gì nhưng mà nghe tiếng nhạc không Dũng? Em nghe tiếng nó cứ cười cười nè. Sao? Cái gì nó cứ ấy cái mũi mình quay. Kìa. Các bạn ơi. Đi các bạn ơi. Các bạn ơi. Đúng rồi. Nó vừa đi qua luôn. Vãi cả chú. Thôi đi qua được rồi các bạn. Tao đến đi mẹ. Đi qua được rồi các bạn ơi. Ok. Các bạn thấy nó qua gương đúng không? Nhưng mà nha, hồi nãy á, không phải là do mình nhìn nhầm hay không nha. Tự nhiên hình như cái gương này nó có một cái gì đó nó... Em có thấy hình như nó rung hay sao á? Không phải nó rung đâu. Mà tự nhiên nó bị ảo ảo cái gương các bạn ơi. Các bạn để ý cái khúc đó cho mình nha. Hồi nãy mình không thấy nhưng mà tự nhiên Điển Huy nói cái mình mới để ý là hình như cái gương này nó không phải nó rung mà là nó chạy kiểu gì á. Và chúng ta cũng đã thấy cái Skibidi Toilet nó chạy ở trong cái gương đó các bạn ơi. Đó, phải chứ. Và mình không có bật đèn nha. Mình không bật đèn các bạn ơi. Khi nào mà xong nghi thức này á, bây giờ là tại vì do là mình vừa tắt cái nghi thức này cho nên là cỡ tầm 2-3 phút nữa mình sẽ bật đèn. Rồi, ok các bạn ơi. Thì đây chính là cái nghi thức để mà cho chúng ta có thể gặp được Skibidi Toilet ở trong cái gương này. Và rồi, đến đây cũng phải kết thúc video rồi. Nhớ đừng quên để lại một like và đăng ký và bấm cái chuông thông báo để mà cứ mỗi ngày 7 giờ tối là xem Bảo Ren Triệu Hồi nha các bạn nha. Có thật tới giờ. Thì hiện tại anh em của tụi mình đang làm những cái nghi thức nó chưa có đến nỗi nguy hiểm. Và anh em của tụi mình sẽ làm những cái nó nguy hiểm hơn. Anh em tụi mình mà làm những cái nguy hiểm hơn á là phải sử dụng rất là nhiều thứ. Nó rất là ghê các bạn ơi. Cho nên nó là hiện tại bây giờ mình đang thử nghiệm. Tại vì lâu lắm rồi mình chưa có làm lại á, cho nên là chưa có rất là nhiều âm khí ở đây. Khi nào mà nhiều âm khí á, anh em của tụi mình sẽ làm những cái kiểu như là nó sẽ tích đủ cái năng lực âm thì lúc đó mình sẽ làm những thứ ghê hơn. Chứ giờ là cái năng lực âm trong phòng căn phòng nó chưa đủ mọi người, nên chưa thể làm những thứ ghê rồi, hơn. Ok. Rồi, gặp lại các bạn vào 7 giờ tối ngày mai nha. Rồi, bye bye các bạn. Bye.